Mẹ diễn viên Mai Phương đau xót, trải lòng về bệnh tình con gái. Tôi chỉ có một đứa con duy nhất. Những ngày qua, thông tin diễn viên Mai Phương bị ung thư phổi và phải nhập viện điều trị nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Theo ghi nhận trực tiếp của phóng viên sáng ngày 20 tháng 8, hiện nữ diễn viên sinh năm 1985 vẫn đang nằm điều trị tại khoa chuyên về phổi ở bệnh viện 175, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Gặp gỡ mẹ ruột Mai Phương, bà từ chối tiết lộ bệnh tình hiện tại của con gái, nhưng vẫn hy vọng giới truyền thông sẽ cập nhật thông tin chính xác nhất, tránh làm ảnh hưởng đến tâm lý của nữ diễn viên. Trong cuộc trò chuyện ngắn ngủi, người phụ nữ mạnh mẽ, đáng ngoài tuổi ngũ tuần kể rằng, ngày xưa khi mang bầu, khi nhập viện, bà phải chờ đẻ thêm mất 12 ngày. Chào đời với hình hài khá già dặn, sau này Mai Phương cũng là người tự lập, luôn cố gắng trong công việc và cuộc sống. Có thời điểm bà thấy con gái đi làm vất vả nên động viên, khuyên ngăn. Nhiều lúc mẹ con xảy ra tranh cãi chỉ vì Mai Phương ăn uống không được nhiều, lại thích giữ eo, sợ mập. Khi có các nghệ sĩ và người đại diện đồng nghiệp của Mai Phương đến thăm, mẹ cô vui vẻ tiếp đón và trò chuyện. Tâm sự với người đại diện của Quách Ngọc Ngoan, Phượng Chanel đến trao quà ủng hộ, mẹ Mai Phương nói, sự việc xảy ra tôi không suy nghĩ nhiều, tôi chỉ cảm giác như con mình đang ốm đau bình thường thôi. Khi nào ở một mình tôi mới rớt nước mắt, khóc không phải vì buồn mà tủi thân vì suy nghĩ mình chỉ có một đứa con gái duy nhất mà nó lại bị như vậy. Tôi cũng rất xúc động với tình cảm mà đồng nghiệp khán giả dành cho Mai Phương. Vị sư cô, người trực tiếp chăm sóc và ở cạnh Mai Phương vào buổi sáng đầu tuần cho biết, tình hình sức khỏe của diễn viên cỏ dại đang tiến triển tốt. Dù đang phải truyền nước nhưng Mai Phương vẫn có thể trò chuyện được với mọi người. Về lịch trình điều trị, Mai Phương phải ở lại bệnh viện trong vài ngày để các y bác sĩ theo dõi, đưa ra kết quả chính xác nhất. Các bác sĩ ở bệnh viện rất tốt với Phương và xem cô ấy như người nhà nên mọi người cứ yên tâm, sư thầy nói thêm. Hiện tại, nằm chung phòng với diễn viên Mai Phương còn có các bệnh nhân khác. Người nhà cô kể rằng, việc quá nhiều người vào thăm hỏi ngày 19 tháng 8 cũng ít nhiều làm ảnh hưởng đến mọi người xung quanh. Để tránh sự chú ý, hiện căn phòng Mai Phương nằm điều trị đang được tạm dán giấy báo phía bên ngoài và hạn chế người nhìn vào. Cũng trong sáng nay, diễn viên Khánh Ngọc, ca sĩ Tần Khánh đã sắp xếp thời gian đến gặp gỡ đồng nghiệp thân thiết. Khánh Ngọc kể rằng bà mẹ một con vẫn giữ được ngoại hình xinh đẹp, tinh thần lạc quan đáng khâm phục. Cập nhật hình ảnh mới nhất của diễn viên Mai Phương tại bệnh viện, nụ cười lạc quan, ấm áp vô cùng. Ngày 20 tháng 8, một số nghệ sĩ như Đức Hải, Ốc Thanh Vân, Nhật Tinh Anh đã đến thăm diễn viên Mai Phương đang điều trị bệnh ung thư phổi tại bệnh viện 175 thành phố Hồ Chí Minh. Nữ diễn viên 33 tuổi vẫn luôn cười tươi, lạc quan khi gặp mọi người. Hình ảnh hiếm hoi lúc Mai Phương cười tươi chiều ngày 20 tháng 8, phần nào giải tỏa những lo lắng và thấp thỏm của khán giả hâm mộ về cô. Nghệ sĩ Đức Hải và diễn viên Ốc Thanh Vân còn mang theo một số loại thuốc cho Mai Phương. Trong cuộc trao đổi với báo chí vào sáng ngày 20 tháng 8, bác sĩ Phạm Thành Luân, người trực tiếp điều trị cho Mai Phương chia sẻ, hiện nữ diễn viên đang điều trị song song hai liệu trình để bảo vệ xương, bên cạnh việc ngăn tế bào ung thư di căn. Bên cạnh đó, bệnh viện áp dụng thuốc nhắm trúng đích cho quá trình điều trị. Đây là loại thuốc trong điều trị ung thư, được các bác sĩ chuyên khoa đánh giá cao và xem nó như phương pháp cuối cùng để điều trị bệnh ung thư giai đoạn muộn. Diễn viên Hiệp Hòa, Nguyễn Lê Bá Thắng đến thăm nữ diễn viên. Ca sĩ Nhật Tinh Anh và hai người bạn của mình đã gửi cô 50 triệu đồng. Anh chia sẻ, Mai Phương vẫn rất kiên cường và luôn cười tươi để mọi người yên tâm. Mặc dù cô bé rất mệt, chúng ta cùng tiếp sức để Mai Phương sớm trở lại quay phim, ca hát và MC cùng anh chị em nghệ sĩ nhé. Sau khi biết tin Mai Phương bị bệnh, nhiều sao Việt như nghệ sĩ Hồng Vân, Đàm Vĩnh Hưng, Thanh Thảo, Việt Trinh, Bằng Di, Hoa hậu Giáng My đã kêu gọi và gửi tiền hỗ trợ cho Mai Phương. Tính đến trưa ngày 20 tháng 8, số tiền hỗ trợ cho diễn viên Mai Phương đã hơn 300 triệu đồng từ các đồng nghiệp, chưa kể các ủng hộ tài chính trực tiếp qua số tài khoản riêng của Mai Phương và khán giả, bạn bè qua những kênh khác. MC Thanh Vân Hugo muốn bán đấu giá chiếc ví hàng hiệu của mình để hỗ trợ cho Mai Phương. Bên cạnh đó, cô cũng tặng kèm một tờ 2 đô may mắn cho nữ diễn viên. Nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân bật khóc, đau xót khi tiết lộ sự thật về sức khỏe diễn viên Mai Phương. Cách đây ít giờ, trên trang cá nhân, nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân đã đăng tải hình ảnh chụp cùng Mai Phương cách đây 3 ngày, kèm dòng chia sẻ về tình trạng sức khỏe hiện tại của nữ diễn viên. Theo nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân, tới sáng ngày 19 tháng 8, Mai Phương vẫn không muốn chia sẻ tình trạng của mình cho mọi người vì sợ phiền và bị hiểu lầm là đang bán bệnh, mặc dù sức khỏe nữ diễn viên đang rất yếu. Trong mắt nữ nghệ sĩ, Mai Phương rất tự trọng và tự lập. Tuy khó khăn về tài chính và đau đớn vì bệnh tật, nhưng không than thở.
Hồng Vân tiết lộ, thời điểm này Mai Phương đã bị đau buốt toàn thân, mỗi lần tới cơn ho cũng không thể ho mạnh vì xương da rất giòn, dễ bị gãy. Phương rất kiên cường đối mặt với căn bệnh, vẫn cười và xinh, chỉ gầy đi nhiều. Và cũng mới đây, nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân đã tiết lộ số tiền của cô cùng nam diễn viên Minh Luân ủng hộ chuyển đến cho Mai Phương để tiếp sức chữa bệnh. Nghệ sĩ đã viết, cho tới sáng ngày 19 tháng 8, con vẫn không muốn chia sẻ tình trạng của mình cho mọi người vì con sợ phiền và sợ mọi người hiểu lầm là con bán bệnh. Phương là như vậy, tự trọng và tự lập. Quá nhiều anh em, bạn bè, đồng nghiệp yêu thương, lo lắng và muốn sẻ chia với Phương. Bản thân tôi suốt 2 tuần lễ qua, khi biết Phương bệnh, tôi thực sự bối rối vì không biết phải bắt đầu từ đâu để mọi người hiểu là con đang rất cần sự sẻ chia của mọi người. Tới thời điểm này, con đau buốt toàn thân, thậm chí mỗi lần tới cơn ho, con cũng không thể ho mạnh, vì xương của con giờ rất giòn, dễ gãy, nhưng con không hề than thở, bởi con rất kiên cường đối mặt với căn bệnh, và con vẫn cười. Nhưng mọi người ơi, con đang cần nghỉ ngơi và tĩnh dưỡng. Tấm hình này chụp với con cách đây 3 bữa, con vẫn xinh lắm, chỉ gầy đi nhiều. Tình hình mới nhất của Mai Phương do nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân đăng tải trên trang cá nhân, và nghệ sĩ cũng đã chia sẻ chuyển tận tay cho Mai Phương 120 triệu đồng để cố gắng tiếp tục chữa bệnh. Rất nhiều nghệ sĩ như Xuân Lan, Hồ Ngọc Hà, Quyền Linh, Vân Dung đã gửi lời động viên Mai Phương sớm vượt qua giai đoạn khó khăn này và tình nguyện đứng ra kêu gọi mọi người chung tay giúp đỡ nữ diễn viên. Hiện tại, những sự ủng hộ gửi về cho Mai Phương được chuyển trực tiếp vào tài khoản ngân hàng của nữ diễn viên. Bên cạnh đó, những nghệ sĩ thân thiết với cô như nghệ sĩ Hồng Vân, Đại Nghĩa, Ốc Thanh Vân cũng được khán giả tin tưởng gửi gắm tấm lòng của mình đến với diễn viên Mai Phương trong lúc khó khăn nhất. Đang điều trị bệnh nặng, Mai Phương bất ngờ đón nhận thêm cú sốc khiến tinh thần thêm suy sụp. Vào tối ngày 18 tháng 8, trên một diễn đàn nổi tiếng chuyên bàn chuyện showbiz, bất ngờ chia sẻ thông tin nữ diễn viên Mai Phương bị ung thư phổi giai đoạn cuối. Theo những gì đăng tải, dù bệnh tật nhưng Mai Phương vẫn miệt mài chạy show, đóng phim để trang trải cho cuộc sống khó khăn và tránh bị mang tiếng bán bệnh. Trước những thông tin sét đánh, người hâm mộ và nhiều nghệ sĩ Việt không khỏi bàng hoàng. Trên mạng xã hội, sao Việt như nghệ sĩ Hồng Vân, MC Đại Nghĩa, Băng Di, Nhật Kim Anh đều lên tiếng kêu gọi mọi người quyên góp giúp đỡ nữ diễn viên những thiên thần áo trắng vượt qua thời kỳ khó khăn. Tin Mai Phương bị bệnh ung thư giai đoạn cuối lan truyền, người hâm mộ và các mạnh thường quân cũng như bạn bè nữ diễn viên có mặt tại bệnh viện hỏi thăm tình hình sức khỏe của cô. Theo ghi nhận, phòng bệnh nơi nữ diễn viên đang nằm được dán kính để không nhìn thấy bên trong. Lý do vì gia đình muốn cô có không gian yên tĩnh để nghỉ ngơi và không làm ảnh hưởng tới những bệnh nhân xung quanh. Khi được hỏi về tình trạng sức khỏe hiện tại của Mai Phương, các bác sĩ và y tá của Bệnh viện 175 đều từ chối trả lời và yêu cầu những người không phận sự ra ngoài. Mới đây chia sẻ trên báo chí, gia đình nữ diễn viên cho biết Mai Phương đã sốc và khóc rất nhiều khi đọc những thông tin bài viết về bản thân. Dù cảm kích trước tình cảm của người hâm mộ, nhưng việc tin tức bị thổi phồng lên so với hiện tại đã ảnh hưởng không nhỏ tới tâm lý của cô lúc này. Được biết, bà mẹ một con phát hiện mắc bệnh cách đây 2 tuần. Cô đang trong giai đoạn 2 của căn bệnh ung thư phổi, chứ không phải là giai đoạn cuối như tin đồn trước đó. Vào tối ngày 18 tháng 8, Mai Phương nhập viện cấp cứu vì sốc thuốc, hiện trạng của cô đã ổn định phần nào. Người thân của nữ diễn viên cũng cho biết gia đình không muốn tiết lộ việc con gái mắc bệnh vì muốn Mai Phương giữ vững tinh thần cũng như lạc quan tư tưởng để chữa bệnh và lo cho con bé La Vi, con gái cô. Bên cạnh đó, gia đình Mai Phương đang tìm cách đính chính thông tin chưa chính xác về tình trạng bệnh của nữ diễn viên. Tuy nhiên, sự việc có vẻ thiếu khả thi khi chuyện Mai Phương mắc bệnh hiểm nghèo đang được chia sẻ với tốc độ chóng mặt. Hiện tại, mọi diễn biến của ngôi sao những thiên thần áo trắng sẽ được MC Ốc Thanh Vân đại diện đứng ra chia sẻ để tránh thông tin lệch lạc và thiếu chính xác. Cách đó không lâu, trên trang cá nhân MC Ốc Thanh Vân cho biết Mai Phương đã bị bệnh từ lâu nhưng bây giờ mới phát vì cô lao lực dẫn đến kiệt sức. Dù đối mặt với bệnh tật, những lúc này nữ MC vẫn giữ được tinh thần lạc quan và sẵn sàng đối mặt. Ngay lúc này bố mẹ đang lo cho Phương, em cũng rất lạc quan và mạnh mẽ. Xin chia sẻ để tránh những thông tin sai lệch. Mai Phương vẫn đang ổn, em vẫn kiên cường và quyết tâm điều trị. Nhưng như mọi người cũng biết, ung thư phổi diễn biến rất nhanh và khó lường trước. Bác sĩ cũng đã vạch ra phác đồ điều trị cho em. Thời gian qua, Phương cũng phải chạy ngược chạy xuôi để hoàn tất các xét nghiệm. Nay chính thức bước vào quá trình điều trị và sẽ có lúc phải cách ly. Cuộc sống của Mai Phương đang bị xáo trộn hoàn toàn. Bố mẹ bỏ việc để chăm em, con gái phải gửi người quen chăm sóc. Bé không được đến trường hơn một tháng qua. Chính thức Mai Phương cũng phải gác lại công việc để chuyên tâm điều trị. Cuộc chiến này rất dài và rất khó. Chắc chắn chị Ốc sẽ bên em như chị vẫn từng. Cùng em vượt qua giai đoạn thử thách này, Ốc Thanh Vân chia sẻ.